Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và mình xin tự giới thiệu, mình là một họa sĩ tự do và mình rất thích vẽ tranh và tô màu. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu những bức tranh thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh khi xem video của mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và mình mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, video này mình sẽ tô màu cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào tô luôn này. Không sao, hai mày cũng được. Rồi. Anh quyết lại bước ra trước ngoài. Giờ 9:30 rồi, thế đến 11 giờ thì bao nhiêu video? 9:30 đúng rồi, 9:28 rồi. Ra em ngồi trên kia mà ngồi phát thì xong, phát đến bây giờ luôn, nhanh quá. Em xong quay lại cái lỗi đấy. Sáu tuần sau chị nhân viên chat cô. Chưa thấy nhà nào bên chat lạ đời như thế. 12:30 bên chat, chả hiểu nghĩ gì. Ngày chưa. Ừ. Ta chả hiểu sao. Hôm đấy là gì là học mất, ta lỡ lại chat rồi. 12 bên chat luôn. Sáng đấy. Sáng lựa nữa kia rồi. Không, thế mục đích bê chát là để làm gì? Tiền nhé. Không, bê chát cho nó cứ là có mục đích gì? Trao duyên, đỡ chát, đỡ duyên cho vợ chồng với em. Thế mà nhiều nhà sao vẫn cãi nhau bình thường? Đúng rồi, chát là phải mê tín. Đây, đây có con ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ. Ok. Giờ đi đủ đại sĩ. Kiểu sĩ sĩ. Đúng rồi, sẽ đến cả sĩ sĩ. Như vậy là mình đã tô xong rồi các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời.
để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy, nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn theo dõi quá trình mình tạo ra video. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho mọi các bạn xem nha. Mình sẽ thôi luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xuống mọi các bạn. Sắp làm đôi luôn. Rút ra. Hả? Rút ra. Đấy. Rút nước ra. Nó này kiểu dày nó chẳng xuống, xuống bơi bơi. Nhưng xuống thì đáng bao nhiêu. Xuống hết xong mùi tanh đỏ ghê nhỉ. Nó ngạt là gì. Mùi thối ơi. Bài TikTok kể về nhỉ. Bạn là thích có hậu trường nữa. Let's go. Ai sợ đi về? Ai sợ thì đi về. Đói cho mày đi về tao thôi. Bước một gánh nặng khi qua TikTok ở đây. Nhé. Bước một gánh nặng. Ai hôm nãy giờ bước được 2 gánh nặng rồi đấy. Chiếc vòng của mình đang sắp xong rồi nha. Giờ chán vãi về nhà, không có mạng. Đặt cho anh quả camera ảnh nha. Ok anh. Ok ok. Anh có hộ tiền hôm qua rồi. Tối nay. Để tối nay đi làm trước cho xong. Cắt quả camera ảnh nho. Kiểu gì tối nay bà đánh quẹo cánh nữa. Chị nghe gì chưa? Siêu nhân dự đoán đấy. Đẩy chỗ ảnh. Mình đã sắp xong rồi nha. Đây là chiếc vòng sắp xong của mình. Nãy giờ mới là sắp xong rồi. Thiện chứ. Đúng rồi. Hoàn thiện với song song có khác gì đâu. Cục chồng nghe mất ớn que phải hoàn thiện. Song song đâu mà song song sắp xong. Nhưng mà sắp xong nghe là xong cái vòng nữa, không phải xong video đâu. Vậy là mình đã ở chưa tôi xong. À đã tôi xong rồi nha.